Thuế giá trị gia tăng thì đầu tiên mình phải hiểu được cái từ giá trị gia tăng đã. Thuế giá trị gia tăng có nghĩa là gì? Các bạn lúc này mình đi ăn ở nhà hàng hay mua các cái đồ vật dụng, kể cả là máy tính, iPad, cái đó, thì mình là cái người tiêu dùng cuối cùng, cho nên mình sẽ là cái người đóng thuế cuối cùng. Các bạn thấy rằng là thường hầu hết các mặt hàng ở như trong xã hội này nó là VAT là 10%, đúng không ạ? Cái VAT đó chính là gọi là giá trị gia tăng á. Như vậy thì khi mà các sản phẩm bút này được bán ra thị trường thì nó sẽ phải chịu thêm một cái loại thuế, đó là thuế giá trị gia tăng. Ngoài cái phần giá gốc của nó, ví dụ giá gốc của nó là 10.000 thì khi mà bán ra cho ra bên ngoài thì nó sẽ là cộng thêm 10% của 10.000 đó nữa, thì nó đâu đó nó khoảng 11.000. Như vậy thì khi các anh chị và các bạn mua sản phẩm này, đồng thời đó là các anh chị đang đóng một phần thuế cho nhà nước luôn. Giá trị gia tăng có nghĩa là gì? Cái viết này đầu tiên là giá trị có nghĩa là cái giá trị của sản phẩm, và nó được gia tăng thông qua các kênh phân phối, rồi nó gia tăng cái giá trị đó lên, đúng không ạ? Khi mà một nhà sản xuất, để mà sản xuất được cây viết này thì người ta cần một số cái nguyên liệu, đó là về nhựa này, về bao bì in ấn này, về mực này, đúng không ạ? Thì cái này nó chính là các cái nguyên liệu và cộng với nhân công và một phần lợi nhuận của nhà sản xuất vào trong đây. Giả sử như tổng cộng chi phí đó là 10.000, nhà sản xuất này bán cây viết này cho các đại lý, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, thì gọi là đại lý cấp 1 thì người ta cũng phải có một phần lợi nhuận ở trong đó. Và lúc này giả sử như là lợi nhuận nó tầm khoảng 20% đi, thì lúc này cây viết nó sẽ được bán cho một người tiếp theo với cái giá trị là bao nhiêu? Thôi, bây giờ mình sẽ nói về cây viết này. Đầu tiên là nhà sản xuất. Thì người ta sản xuất là 10.000, đúng không ạ? Và VAT là bao nhiêu ạ? 10% tương đương với khoảng 1.000 đi nhá. Rồi, nhà sản xuất này thông qua một cái kênh phân phối, đó là chuyển cho đại lý cấp 1. Thì lúc này đại lý cấp 1 bán là phải có lời chứ, đúng không? Mình kinh doanh là phải có lời. Thì như vậy giả sử như đây là 13 đồng đi, cho nó rõ hơn. Và lúc này tiền VAT nó sẽ là bao nhiêu? Sau đó giả sử đại lý cấp 1 đến thẳng đến tay người tiêu dùng luôn, đến tay người tiêu dùng thì cái giá cây viết nó không còn là 13 nữa, mà nó sẽ là 18.000. Và tiền VAT nó sẽ là... Rồi, giá trị gia tăng có nghĩa là gì? Giá trị của sản phẩm tăng theo sau mỗi lần bán. Để đến được tay người tiêu dùng thì từ cái ban đầu nó là 10.000, bây giờ nó đã lên 18.000 rồi. Và từ cái ban đầu 10.000 mà tương đương với lại 1.000 tiền VAT thì bây giờ nó là 1.800 rồi. Gia tăng có nghĩa là gia tăng theo giá trị của sản phẩm, đúng không ạ? Thế thì ai là cái người trả tiền thuế này? Ai là cái người trả tiền thuế cho cây viết này? Chính xác là người cuối cùng là ai? Là người tiêu dùng, đúng không ạ? Cho nên khi mà chúng ta bán sản phẩm này thì chúng ta vô tình chúng ta thu dùm cho nhà nước cái số tiền này. Nhà nước nói rằng khi mà ông bán thì ông thu dùm cho tôi, của cái người tiêu dùng ấy, người mua của ông ấy, là thêm 10% VAT cho tôi với. Sau khi mà thu xong tiền đó, tức là khi mà bán được là xác định nhà nước là thu luôn rồi. Thì khi mà thu được cái tiền đó, hay lấy cái khác là khi mà đã chính thức bán cho người đó rồi, thì có nghĩa rằng là doanh nghiệp phải nộp lại cái tiền này cho nhà nước, hiểu không ạ? Cho nên bản chất của thuế giá trị gia tăng là gì? Không phải là chi phí của doanh nghiệp và cũng không phải là doanh nghiệp chịu. Đồng ý không? Bởi vì đây là cái người trả cuối cùng mà. Người tiêu dùng cuối cùng là người sẽ trả tiền thuế giá trị gia tăng. Mình mua một sản phẩm gì đó mình tiêu thụ ngay thì đó chính là cái mà tiền thuế giá trị gia tăng, mình là cái người cuối cùng, đúng không ạ? Nhưng mà vì thông qua một doanh nghiệp cho nên nhà nước nói rằng ok, doanh nghiệp khi bán hàng nhớ thu cho tôi 10% nha. Sau khi mà thu xong thì nộp lại cho nhà nước,
lại nộp lại dùng cho tôi với chứ, đúng không? Nhưng mà nhà nước nói rằng là trong quá trình sản xuất thì ông cũng phải mua đầu vào, ông cũng phải lấy hóa đơn đầu vào để mà sản xuất ra cái này mà, thì có thuế không ạ? Thế là nhà nước nói rằng là lấy cái đầu ra mà mình xuất mà VAT bán cho khách hàng đấy, cho phép anh được khấu trừ với những cái gì mà anh đã mua vào, cũng là 10% VAT. Thế hai cái này khấu trừ lại cho nhau, nếu như trường hợp mà vẫn phải đóng thì phải đóng lại cho tôi cái phần chênh lệch. Còn nếu như mà đầu vào của anh nhiều hơn đầu ra, tức là VAT đang nhiều hơn cả đầu ra, thì lúc này nhà nước nói là trừ đi, rồi sau đó cái phần chênh lệch còn lại sẽ tiếp tục cho được trừ vào kỳ sau tiếp. Hình dung cái này không ạ? À, cho nên bản chất của thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu. Gián thu là doanh nghiệp của mình nó chỉ là một đơn vị thu hộ mà thôi, được chưa? Thu xong rồi thì phải trả cho nhà nước, nhưng mà xong rồi chúng ta cũng muốn chiếm dụng luôn, đúng không ạ? Thu xong rồi chiếm dụng luôn, thế thành ra mới tìm cách để hợp thức các hóa đơn, lấy thêm hóa đơn đầu vào, rồi là làm đủ cho mình không xuất hóa đơn đi. Để làm gì ạ? Để mình không phải đóng thuế. Nhưng mà thuế này đâu có phải là của mình đâu, thuế này là thuế thu của người tiêu dùng cuối cùng mà, đúng không? Mình bán mình thu của khách hàng là đây là chính là phần doanh thu của mình này, còn cái phần này nó chỉ là cái phần thu hộ cho nhà thôi mà, đúng không? Cho nên khi mà các doanh nghiệp bắt đầu hoạt động á, thì nó mới phát sinh cái phần tiền thuế này. Với ông giám đốc bảo ủa, tao nhớ là 3 năm là không phải đóng thuế mà, thì riêng cái phần này nó không phải mang cái ý nghĩa mấy năm hay là 1 năm hay 3 năm, mà nó cứ lấy đầu ra trừ cho đầu vào, tức là 10% VAT đầu ra. Trừ cho 10% VAT của đầu vào ạ. Nếu như trong trường hợp mà VAT, tổng cái VAT trong một tháng đầu ra nó nhiều hơn VAT đầu vào, và hiện tại bây giờ thì đa số các doanh nghiệp nhỏ thì nó sẽ kê khai theo quý, với cái mức mà doanh thu của 50 tỷ một năm trở xuống thì chúng ta sẽ kê khai 3 tháng một lần, còn nếu mà từ 50 tỷ trở lên thì nó sẽ kê khai mỗi tháng một lần. Như vậy tổng cái VAT đầu ra của 3 tháng trừ đi tổng cái VAT đầu vào mà doanh nghiệp có hóa đơn đầu vào, nếu như trong trường hợp mà trừ ra mà cái con số này nó dương thì chúng ta phải đóng thuế, được chưa? Có khi nào có cái trường hợp là đầu vào của mình còn lớn hơn đầu ra không? Ví dụ như trường hợp như thế nào? Một, thứ nhất là nhập hàng nhiều hơn mà chưa bán được ra, thì đương nhiên là tiền thuế VAT của mình nó sẽ nhiều hơn rồi. Thứ hai là nhiều doanh nghiệp bán đầu ra nhưng mà không xuất hóa đơn, nó dẫn đến lượng là tồn đầu vào nhiều, đúng không ạ? Cho nên các cái doanh nghiệp mà khi mà đầu vào ít thì lúc này người ta bắt đầu tìm cách để hợp thức hóa đơn. Bây giờ làm sao để không phải đóng tiền thuế này, thì người ta bắt đầu mua những hóa đơn ở bên ngoài, xin thêm những hóa đơn ở bên ngoài, và sau đó thì trong cái quá trình mua như vậy á, thì nó bắt đầu dính vào những cái pháp lý liên quan đến công ty ma, hay là không phải là công ty thành lập giả đấy. Ngày xưa thì nó nhiều nhưng bây giờ nó đỡ hơn rồi, tức là các cái nguồn của công ty ma nó cũng rất là phong phú bạn, tức là một người tự lập ra một cái công ty nhưng mà ngày trước mà không có phải trên hệ thống hóa đơn điện tử thì nhà nước không kiểm soát được là hóa đơn nào thật, hóa đơn nào giả. Mình nhận hóa đơn đầu vào ngày xưa nó là hóa đơn đỏ, đúng không? Thì cứ tờ đấy hóa đơn đỏ đó thì ai mà in chẳng được. Thế thì cũng là một cái mà kê khai đầu vào. Mà hai nữa là nhiều doanh nghiệp người ta lập ra để mua bán hóa đơn. Có những người người ta lập ra mấy chục công ty, mấy trăm công ty để đảo hết từ công ty này sang công ty kia. Thế thì cái quá trình đảo đó thì nó sẽ có một công ty là khai khống, không có đầu vào nhưng mà người ta cứ kê là có đầu vào. Thế thì tại sao nhà nước không phát hiện ra? Thì bởi vì nhà nước quyết toán thuế mấy năm một lần, đúng không ạ? Kê khai lên nhưng mà nhà nước đâu có kiểm soát được cái con số này nó là đúng hay không đúng đâu. Mà nhà nước lúc này mới chỉ có quan tâm là gì, một quý như vậy phải nộp cho tôi 3 cái mẫu báo cáo, thì nộp đúng 3 mẫu đó là ổn rồi. Nhà nước chưa quan tâm đến cái bên trong,
Đến khi nào thì nó quan tâm đến cái bên trong? Thường thì khi vài năm quyết toán một lần thì lúc đó nhà nước mới quan tâm đến cái bên trong. Và chính vì cái điều này cho nên nó gặp một cái lỗi ở những cái chỗ phần doanh nghiệp khi mà thuê dịch vụ kế toán đó các bạn. Khi thuê dịch vụ kế toán bảo nó làm lâu nay có vấn đề chi đâu, chả thế thuế hỏi gì cả. Thế là chúng ta cứ mặc định rằng là như vậy là tốt rồi, đúng không ạ? Nhưng mà thực ra cái phần mà dịch vụ kế toán thì đối với lại cái việc mà báo cáo thuế cho cơ quan thuế nhà nước, đó là tháng, một quý là phải nộp cho tôi 3 biểu mẫu, thì kế toán nó cứ nộp 3 biểu mẫu. Đúng hay sai chưa quan trọng. Nhà nước mới chỉ quan tâm là có đủ 3 biểu mẫu không. Một năm là phải nộp cho tôi báo cáo tài chính như thế này thì cứ nộp lên, còn bên trong có đúng hay sai thì không cần biết. Khi mà doanh nghiệp hoạt động và thuê một kế toán dịch vụ hoặc là tại kế toán của mình làm thì suốt nhiều năm như vậy không có vấn đề gì cả, bởi vì là các biểu mẫu nó vẫn được nộp bình thường theo quy định. Nhưng mà cái số liệu ở đâu để được lên được các cái biểu mẫu đó thì người ta lại không làm. Có nghĩa rằng là đây là một trong rất nhiều các cái kỹ năng quản trị được chia sẻ trong các cái khóa học về kế toán tài chính dành cho chủ doanh nghiệp online và offline của Huy.